Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Giang Audio Việt Trì. Ngày hôm nay Hương Giang lại tiếp tục lên sóng bán hàng trực tiếp cho các bác và anh em. Dòng mic mà bên Hương Giang vừa về ngày hôm nay đó là dòng mic Beyer Vỉ Tím, sản xuất năm 2017, mã là Tininan, mã là TSK6. Dòng mic Beyer Vỉ Tím này đời rất là cao, cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc. Thì Hương Giang sẽ giới thiệu về hình thức tay mic cho các bác và anh em. Thì dòng mic Tinizan này còn nguyên tem của nhà sản xuất các bác nhé. Và dòng mic này là dòng mic bãi đã qua sử dụng, có trầy xước nhẹ. Và giá Hương Giang báo luôn cho các bác và anh em, giá là 2.500.000 bao ship. Dòng mic này là dòng mic Beyer đời cao, cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc. Mặt phay nhôm nguyên khối, pha điểm nhấn là màu tím các bác nhé, đen, đen pha tím. Dòng mic này thì đã được sử dụng bên Trung Quốc rồi, và về Việt Nam thì chưa sử dụng tại Việt Nam các bác nhé. Đấy, em nói rõ là như vậy. Dòng mic này thì số lượng của bên em về là 65 bộ. 65 bộ các bác nhé. Giá này em báo rõ luôn là 2.500.000 em bao ship cho các bác và anh em. Thì đây là mặt trước của đầu thu và đây là mặt sau. Mặt sau của đầu thu sử dụng hai đường jack Canon, hai đường jack Canon riêng biệt và sử dụng đường 6 ly. Và nội thất, đây là nội thất của đầu thu. Thì dòng mic này cho ra chất âm rất hay. Đấy, nguyên cam kết nguyên zin của nhà máy. Đây, có chảy xước, hàng bãi đã qua sử dụng, có chảy xước nhẹ các bác nhé. Đấy, bộ nào cũng còn tem. Giá thì em đã báo rõ rồi. Bác nào có nhu cầu về mặt hàng mic bãi thì hay gọi điện trực tiếp cho Hương Giang theo số điện thoại là 0979 987 696. Em ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ. Em ship hàng toàn quốc. Các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và dòng mic này em bán ra cho các bác, em cam kết nguyên zin và bảo hành cho các bác 3 tháng lỗi 1 đổi 1 các bác nhé. Trong thời gian sử dụng 3 tháng lỗi 1 có lỗi, các bác gửi gọi điện lại trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0979 987 696 này. Và các bác gửi lại cho bên em để bên em kiểm tra, rồi bên em sẽ bảo hành và đổi lại cho các bác bộ khác. Em nói rõ là như vậy. Thì như các bác đã biết đấy, vợ chồng Hương Giang bán hàng rất lâu rồi. Hương Giang làm kênh này để bán hàng phục vụ cho các bác và anh em trên kênh mới. Thì bác nào đã xem được kênh này của Hương Giang thì hãy ấn đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về mặt hàng thiết bị của bên em. Thì ngày hôm nay em báo giá cho các bác và anh em 65 bộ mic, mã là Tinizan K6, dòng mic Beyer Vỉ Tím đời cao, mặt phay nhôm nguyên khối. Bác nào có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại mà em đã ghim trên bài. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Hương Giang. Chào tạm biệt các bác và hẹn các bác ở một video sau. Bác nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại mà em đã để trên trang đầu các bác nhé. Và bác nào chưa nâng ký kênh thì nhớ nâng ký kênh để ủng hộ cho kênh và cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị hàng của bên em. Chào tạm biệt các bác, hẹn các bác ở một video sau.